Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Trung tâm Đào tạo Lập trình Semtech Việt Nam. Đã từ khá lâu rồi mình mới lại làm video. Thì thời gian vừa qua thì mình cũng khá là bận với các dự án ở công ty. Và bên cạnh đó thì mình cũng dành thời gian khá nhiều cho việc triển khai và setup các lớp offline cho Semtech. Chính vì vậy mà mình không có thời gian để mình làm video chia sẻ tới các bạn. Đó, thì lần quay trở lại này thì chắc chắn rồi mình sẽ đem đến cho các bạn một chủ đề nó cũng không quá hot nữa, nhưng mình sẽ đem đến với một tâm thế mới để giúp các bạn có thể học nó dễ dàng hơn và nhanh chóng có một việc làm ngay sau khi ra trường. Thì đó là chủ đề về Laravel. Đó, như các bạn biết thì Laravel nó không phải là một keyword quá là xa lạ nữa. Hiện nay nó đang là một trong những PHP framework được đánh giá là phổ biến nhất hiện nay, và nó luôn luôn là sự lựa chọn hàng đầu đối với các dự án. Và nếu các bạn để ý các tin tuyển dụng liên quan đến PHP thì hầu như các bạn đều thấy keyword là biết Laravel hay không. Nó có luôn luôn có chữ Laravel đó, để các bạn thấy cái mức độ ảnh hưởng của nó như thế nào đối với các dự án thực tế. Chính vì vậy hầu hết các tin tuyển dụng nó đều có Laravel đó. Thì đấy là một cái cơ hội việc làm mở ra rất là rộng cho các bạn. Thì ở lần quay trở lại này thì mình sẽ đem đến cho các bạn một tutorial về Laravel, hướng dẫn cho các bạn các kiến thức về Laravel từ căn bản cho đến nâng cao nhất. Và xuyên suốt tutorial này thì chúng ta sẽ có được một cái project cuối tutorial. Nó là một cái project cụ thể để các bạn nắm được và các bạn hiểu được là khi mà các bạn triển khai Laravel để xây dựng một project thì các bạn sẽ phải trải qua những công việc như thế nào, và từ đó, từ cái project đó thì các bạn sẽ hiểu được sâu hơn về các kiến thức, sâu hơn về core ở trong Laravel. Hiện nay Laravel phiên bản mới nhất của nó là phiên bản 6. Nó được release từ ngày mùng 3 tháng 9. Nếu các bạn để ý thì Laravel đang làm rất tốt với lời hứa của mình, đó chính là 6 tháng ra phiên bản mới một lần. Đó, thì mình đang rất là thích cái framework này bởi vì nó update khá là nhanh, khá là đều và khá là ổn định. Ngoài ra nữa, ưu điểm của Laravel thì các bạn, nếu các bạn để ý một chút thì các bạn sẽ thấy là Laravel tại sao nó lại phổ biến như vậy? Tại sao nó lại được áp dụng vào nhiều project như vậy? Chỉ đơn giản là Laravel nó khá là dễ học. Ai cũng có thể học Laravel được một cách dễ dàng. Và cái thứ hai nữa là khi triển khai nó ở trong thực tế, nó khá là dễ viết, ngôn ngữ của nó khá là gần với những cái mà chúng ta suy nghĩ, khá là dễ dùng đó. Và một điều nữa là code Laravel cũng khá là đẹp. Đó là cái mà mình cảm nhận được sau một thời gian làm việc với Laravel thông qua các dự án ở công ty đó. Ok, thì ở video này thì mình chỉ giới thiệu qua như vậy thôi. Có nghĩa là chúng ta sẽ có hai vấn đề chính. Cái thứ nhất là sắp tới chúng ta sẽ có một tutorial về Laravel. Và cái thứ hai mà mình vừa nói đó chính là cái cấu trúc chương trình mà mình sẽ hướng dẫn các bạn qua tutorial này. Đó chính là các bạn sẽ nắm được các kiến thức từ căn bản đến nâng cao nhất về Laravel. Và các bạn sẽ có được một cái project cuối khóa. Đó, thì các bạn cũng đừng quên là hãy nhấn subscribe kênh YouTube của Semtech Việt Nam để theo dõi các video tiếp theo về tutorial của Laravel. Đó, xin chào và hẹn gặp lại.